Cái quần ông địa này á là có giá là 159 đồng nha các bạn. Mà các bạn biết nó sale còn bao nhiêu không? 29 đồng 99. Ủa các bạn ơi, nó có một sợi dây nịt True Religion nè. Trời ơi các bạn ơi, có một cái giỏ Gucci. Các bạn tính được không? Gucci luôn nha. Xin chào các bạn, lại là Anna đây. Các bạn khỏe không? Mình xin chúc các bạn một ngày vui vẻ và an lành nha. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem lại là một shop bán quần áo giá rẻ ở Mỹ, còn to hơn cái tiệm Rhode hôm bữa trước mình review cho các bạn xem nữa. Đó là tiệm Burlington. Và hãy theo chân mình để xem thử là có gì trong Burlington nha. Let's go! I've seen you in a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Like you already knew me, that's why we get along. Yeah, I know that this will never go. Ooh, it's cinematic in the way we connected. Girl, you're so familiar, I never expected you to be right in my arms. And my favorite part, how you talk in the dark. Oh God, there's something about the sound of you is stuck in my head. I'm hopelessly romanticizing all that you said. Even though I see that I'm in too deep, I still gotta let you know that I never wanted anyone more falling. Jay, con muốn đi hay là con muốn vô xe? Ok. Đây, các bạn xem cái khu vực giỏ thôi á mà bạn các bạn coi nè. Trời ơi, từ đây cho tới cuối đằng kia luôn. Các bạn thấy không? Nó nhiều vô số kể luôn. Còn đằng tuốt ở bên phía bên kia nữa kìa các bạn. Để mình đi xem thử à. Các bạn, mình sẽ chỉ cho các bạn xem thử một cái giỏ BB ở trong này á. Nó có cái giá gốc của nó là 129 đồng. Đó. Mà bây giờ nó sale xuống chỉ còn có 19.99 là 20 đồng thôi. Đó các bạn thấy không? Quá rẻ luôn phải không các bạn? Thì mỗi năm á mấy đứa con của mình á sẽ nhập học thì sẽ có cần rất là nhiều đồ dùng, giống như là quần áo hay là cặp nè, đi học nè. Thì mình lúc nào mình cũng vô trong đây mình mua, hoặc là ở trong cái tiệm Rhode hôm bữa trước á, mình mua, mình lựa cho con những cái đồ rất là đẹp luôn nha các bạn. Ok, thì sang bên này mình sẽ cho các bạn xem nó bán. Đó, đây là những cái giỏ mà các bạn có thể đeo để đi chơi nè, du lịch nè. Đây các bạn thấy không? Cái mạc mà giá đỏ ra màu đỏ này là nó sale thấp nhất luôn rồi đó, là xuống còn có 5 đồng 59 cent thôi. Mà cái giá gốc của nó là 25 đồng. Đó các bạn thấy không? Đây các bạn thấy không? Hàng dây nịt đây là quá trời nịt luôn. Nịt cho các bạn nữ được mang đầm nữa nè, đó trong đây luôn. Bên này là vớ. Đó, đủ các loại size luôn. Cũng sale rất là rẻ nha các bạn. Còn dãy bên này á, thì về những cái đồ mà để bạn để make up nè, cái đồ trang điểm, rồi gương, rồi một dãy là xà phòng, sữa tắm các loại. Và bên này, Troy ơi, không nghe con. Bên này là những cái đồ make up này các bạn thấy không? Rất là nhiều luôn. Các bạn nào muốn mua đồ make up vô đây cũng có nha, đầy đủ luôn á. Ôi các bạn ơi, đôi giày này đẹp quá, mình thích quá các bạn ơi. Đây, bán chỉ có 18.99 đồng thôi. Cái giá gốc của nó là 30 đồng. Đó, các bạn thấy không? Wow, so cute. Right? Ok, I got it. Trời ơi các bạn thấy không? Đây là một dãy hàng giày mà dài tuốt dưới đằng kia luôn. Rất là nhiều. Này là chỉ giày bên hàng giày của nữ thôi nha các bạn. Mới chỉ bên nữ thôi đó mà nhiều như vậy rồi. Đó, mình sẽ đi vào đây xem thử có đôi nào mình sẽ review cho các bạn xem nè. Đôi này là đôi Nike.
Các bạn ơi, trong đây nó có bán những cái đôi bút như thế này nữa nha. Rất là đẹp. Nói chung lại là đủ kiểu, đủ loại luôn. Đủ kiểu dày luôn để cho các bạn phối đồ luôn. Đây nó có sandal nữa nè. Đó, các bạn thấy sandal không? Trời ơi, đôi sandal này á là chỉ còn có 8.99 đồng thôi các bạn. Cái mặt đỏ nè, cái mặt đỏ là sale thấp nhất luôn rồi đó. Wow. Rẻ quá các bạn ơi. Trời ơi các bạn ơi, mình mới tìm được một đôi giày outdoor. Mình rất là thích hiệu giày outdoor hiệu này nha. Tại vì mang rất là bền và giá nó cũng phải chăng nữa. Để mình review cho các bạn xem giá nè. Thì nó có giá của nó là 70 đồng mà bây giờ nó sale xuống còn 34.99 thôi. Trời ơi, cái màu đẹp quá phải không các bạn? Hai màu luôn. Wow. Ôi các bạn ơi, coi nè, này ở trong đây nó có quần ông địa luôn. Cái quần ông địa này á là có giá nè 159 đồng nha các bạn. Mà các bạn biết nó sale còn bao nhiêu không? 29.99. Trời ơi, các bạn thấy không? Quá rẻ luôn. Wow. Trong này là toàn là đồ sale rẻ không nha các bạn. Đây. Nó có cái size khác nữa nè. Nói chung là các bạn có thể tìm size của mình ở trong này nha. Đồ ở trong đây á, thì để hơi lộn xộn một chút, các bạn phải đi tìm. Ví dụ như các bạn hên thì các bạn gặp được những cái đồ hiệu như vậy mà được sale rẻ nha. Đó, chứ không phải là mình nói là tất cả là đồ hiệu đâu, không phải. Giống như là nó cũng có những cái đồ cũng giá cũng phải chăng thôi, còn người ta sẽ sale rẻ hơn nữa. Còn những cái quần hiệu mắc tiền trong nó bán mấy trăm á, thì ở trong đây á, các bạn hên là các bạn gặp á, là nó sale rẻ như vậy đó, chỉ có hai mấy đồng thôi. Rất là tiết kiệm phải không các bạn? Thì nó có rất là nhiều dãy quần áo bên kia, rồi thậm chí là bên này, các bạn thấy bên này á, là nguyên một cái dãy mà đầm nè. Đó, skirt cho mấy bạn mà đi làm công sở này kia là có đầy luôn nè. Còn bên này á, là hàng đầm, các cái đầm để mình xem. Nó trong này nó cũng có mấy cái đầm CK á, giống như trong thằng Rốt á. Đó, cái giá gốc của nó là 119 đồng nè, các bạn thấy không? Mà trong này nó sale xuống còn 29.99. Thì các bạn có thể vô đây, nếu các bạn nào thích cái hiệu CK này á, để tặng cho những người lớn tuổi hơn, như là nó phù hợp giống như là với cái lứa tuổi mà 30-50 á, mang những cái đầm CK rất là lịch sự và đẹp nha các bạn. Còn bên này á, là cho chị em phụ nữ nè, áo ngực với quần xịp nè. Đó, và nó có đồ ngủ, rồi nó có luôn một dãy mà đồ tắm rồi kia, đủ kiểu luôn nha các bạn. Các bạn vô đây các bạn tha hồ mà các bạn lựa. Rồi hãy theo chân mình đi xuống dưới đây nha. Bên này á, là nó có về đồ của em bé nè, baby nè. Đó, các bà mẹ bỉm sữa á, thì hãy vô đây nha. Mình á, là mình tiết kiệm rất là nhiều khi mà mình vô đây mình mua mấy cái bình sữa cho con. Đây, mấy cái bình này á, hiệu này á, nó có cái giá 13 đồng mà nó sale xuống còn 8.99 nè. Hồi đó là mình mua cho con mình là mua cái bình này không á. Đó, đồ của em bé. Đây là những cái để đút cho em bé ăn nè, mấy cái yếm nè. Đó, bên này là đồ chơi. Nói chung là đầy đủ luôn. Các bạn vô đây là các bà mẹ bỉm sữa là yên tâm nha, không có thiếu một cái gì đâu. À, đặc biệt là trong này nó có luôn những cái sữa tắm là cho em bé nè, baby nè. Đó, cái hiệu này rất là tốt nè các bạn. Yeah. Ok. Ở dưới này á thì nó bán là cái nồi tắm cho em bé. Nói chung lại là tất cả những cái gì cho baby là trong này đều có luôn. Mấy cái này là mình nghĩ chắc là cái nồi bỏ trên cái xe nè. Đó, đây, các bạn thấy không? Nó bán luôn những cái nồi để mà bỏ trên xe để chở em bé đi á.
Trời ơi các bạn thấy không, những cái ba lô để các bạn đi travel nè, ở bên đây nó cũng bán đầy đủ luôn. Quá trời. Có cái hiệu Adidas này nè, để mình coi thử cái giá nó như thế nào. Cái giá gốc của nó là 70 đồng ha. Để mình xem thử là ở trong này nó bán bao nhiêu. Đây. Giờ nó chỉ còn 39.99 thôi, 40 đồng thôi. Đó. Và ở phía bên này nó sẽ là một loạt vali. Các bạn ơi, dãy bên này là khu vực của những cái vali để đi du lịch nè. Các bạn nào đi du lịch thì vô đây cũng có rất là nhiều loại nha. Đây, ví dụ như cái hiệu này là Lucky Brand nè. Giá của nó là 98.99 và nó sale xuống còn 69.99. Đó, các bạn thấy không? Và đặc biệt là mình biết một cái tiệm khác bán vali đồ hiệu mà rất là rẻ. Để cái video tiếp theo thì mình sẽ quay cái shop đó cho các bạn xem nha. Các bạn nhớ đón xem nha. Ồ, đây nó có nguyên một cái cặp vali đôi luôn nè. Nó cùng hiệu đó. Cao quá, mình không thấy được. Đây, đó. Hiệu này là hiệu Nautica. Để mình xem. Yeah, cái giá của nó là 89.99, sale xuống còn có 64.99 thôi. Hỏi các bạn thấy rẻ không? Ồ, hình như là cái giá gốc của nó nằm đây nè các bạn, 280. Nếu mà các bạn mà vô mall là các bạn mua cái giá đó nha các bạn, 280 đồng đó. Mắc lắm. Đây lại là một hàng giày nữa cho em bé, cho các bạn nhỏ. Con gái của mình là vô đây mình cũng mua cho con gái của mình là ở trong đây rất là nhiều. Cái hiệu đồ giày hiệu mà nó sale xuống rẻ nha các bạn. Ví dụ như đôi này. Đó. Cái giá của nó là 39 đồng mà sale xuống còn 26.99. Đó các bạn thấy không? Hiệu Adidas đó. Đó. Đó chỉ là cho các bé gái thôi. Hồi nãy cái dãy bên kia là cho người lớn, còn bên này là cho các bé gái. Và cũng là đủ loại giày luôn. Nó có nào là sandal, rồi giày, rồi giày boot nè. Trời ơi, các bạn tha hồ lựa luôn nha các bạn. Đây, và bên này thì nó để khu vực vớ cho em bé nè. Đó, quần xịp cho bé gái luôn nè. Lên tới đây thì nó sẽ có những cái vớ cho bé trai. Thì nó sẽ có hàng giày cho bé trai phía bên này luôn. Đó các bạn thấy không? Đây, những đôi giày cho bé trai rất là dễ thương. Đó. Các bạn thấy không? Dễ thương lắm, là rẻ lắm. Đôi này giá của nó 25.99 mà sale xuống còn 12.99 thôi. Rất là rẻ phải không các bạn? Vợ chồng mình á là hay đi Rose và đi Burlington này để mua đồ cho con của mình để chuẩn bị nhập học á, thì tiết kiệm rất rất là nhiều luôn. Các bạn tin mình đi, những cái bạn nào mà ở Mỹ mà chưa biết cái tiệm này, hay là những cái bạn nào mà mới qua Mỹ á mà chưa biết á, thì nên ghé để mà tìm mua để cho tiết kiệm tiền nha. Đây là cái dãy mà giày dành cho những cái bé trai mà lớn lớn, giống như là con trai lớn của mình á. Đó, nó cũng có nhiều loại lắm nha các bạn. Cũng đẹp lắm. Giá của nó là 44 đồng mà sale xuống còn 24.99 thôi. Đó, cái đôi giày hiệu này. Một cái đôi dép polo. Giá sale mặt đỏ luôn, còn có 11.99 thôi các bạn. Rẻ không? Đôi dép rất là dễ thương không? Đây nó có một đôi giày Nike. Ôi sao rẻ quá vậy. Cái giá gốc của nó 40 đồng, nó sale xuống còn 32.99. Giày này giày đi bộ anh hả? Giày đi bộ. Rồi, đây là dãy giày rất là nhiều rồi. Còn về khu vực bên này thì các bạn xem đồ chơi của con nít. Trời ơi, chết mình rồi, mình phải đi ra cái khu vực này nhanh chóng, tại vì con mình nó sẽ đòi mua cho mình xem. Xin chào.
Rồi các bạn thấy không, mình phải nhốt nó trong đây nè, chứ không là chạy ra ngoài là thế nào cũng đòi thôi. Ngồi xuống. Sit down. No. Okay. Thôi, nhiều quá rồi. Đây các bạn thấy đồ cho con nít nè, nguyên một dãy luôn. Đây các bạn, nguyên một dãy đồ của em bé baby. Quá trời luôn, rất là nhiều nha các bạn. Nó có bộ đồ nai nè, dễ thương không? Dễ thương các bạn. Cho mấy cái bé gái nè. Giá gốc của nó là 44 đồng nè, mà sale xuống còn có 19.99 thôi. Quá rẻ luôn các bạn ơi. Ok các bạn, có mấy cái áo khoác mà hiệu Nike rồi hiệu DKNY ở trong này nó bán rẻ lắm nè. Thì cái giá gốc của nó là 80 đồng mà nó sale xuống còn 29.99 thôi. Ồ, dễ thương quá. Mà có hai tê nhỏ quá cái hàng dãy này. Đó các bạn thấy không, hên là mình gặp những cái hàng hiệu mà giá rẻ nha các bạn. Cái áo này. Ôi. Bạn ơi, mình tìm được một cái váy hiệu Nike như thế này, nhưng mà ở trong nó là quần này các bạn. Đó. Mà nó có cái giá gốc của nó là 30 đồng. Mà nó sẽ xuống còn có 9.99 thôi các bạn. Yeah, mình lấy cho con gái của mình, dễ thương quá. Bên này là đủ các cái nệm giường nằm cho dành cho puppy á các bạn. Các bạn nào có pet có thú cưng á, đó là các bạn vô đây các bạn mua nệm cho thú cưng của các bạn nằm nha. Rồi, đầy đủ các loại đồ dùng cho puppy luôn. Đây. Tã. Giấy ướp và cái này là cái bịch rác để các bạn dắt chó đi dạo á, là chó mà nó có ị ở ngoài đường á, thì các bạn lấy cái bọc này các bạn hốt nè để bỏ vô thùng rác nè để giữ gìn vệ sinh sạch sẽ môi trường nè. Đó. Đầy đủ luôn nha các bạn. Đây là đồ ăn của puppy luôn nè. Rồi, sang khu vực bên này thì các bạn thấy không? Nó đầy đủ các cái loại ghế cho quầy bo. Tủ. Wow, quá trời. Nó xe nữa nè các bạn. Mình giỡn. Ok. Mấy cái ghế này dễ thương quá à. Để mình coi. Wow. Cái ghế hiệu BB này á, nó có giá 65 đồng mà sale xuống còn 29.99 thôi. Các bạn nào mà mua về để trong nhà cũng đẹp lắm nha các bạn. Ồ, cái ghế nhung này cũng đẹp quá ha. Đó, còn bên này là cái khu vực mà để trong nhà tắm rồi bếp nha các bạn. Xem rước. Đây. Bên này là cái thảm, mấy cái thảm lau lót ở trong nhà nè. Rồi, một dãy mền luôn nha các bạn. Và khăn. Bên này là khăn. Khăn tắm, khăn lau tay, khăn lau mặt. Còn bên này là mền. Trời ơi, mền bên này á, cái vải này ấm lắm các bạn ơi, mình thích lắm. Rồi. Qua bên này. Đây các bạn, còn phía dãy bên này là ra và mền. Đó. Rất là nhiều luôn các bạn ơi. Này, nó có đủ size cho giường của các bạn luôn nha. Các bạn nào mà mới mua nhà muốn cần đồ dùng trong nhà là vô mấy cái chỗ này là rất là rẻ luôn, tiết kiệm rất là nhiều. Bên này là móc quần áo này các bạn thấy không? Rất là nhiều. Ở bên này. Còn bên này thì lại là đủ các dụng cụ ở trong bếp cho các bạn luôn. Những cái hộp to go nè. Ô, mấy cái hộp to go này đẹp quá anh. Mấy cái hộp to go này á, yeah, nó bán 10.99 á. Ở trong chợ HGB cũng bán cỡ khoảng 10 đồng, 11 đồng vậy đó. Mà xe xuống còn 5.99 thôi. Wow. Còn bên này, đó là dụng cụ trong bếp nha các bạn. Này nó có bán những cái bình nước nữa nè. Các bạn nào tập thể dục, thể thao cũng vô đây có thể mua nè. Còn khu vực bên này á, là các bạn xem
nó bán cái tô, mấy cái tô nè, rất là đẹp. Wow, mà cũng rẻ lắm nha các bạn, có 5.99 thôi, cái tô hiệu BB nè. Đẹp không? Cái tô này mình sẽ mua về để cho chồng mình ăn phở. Đây. Chồng mình ăn phải ăn tô như thế này. Rồi. Wow, nó đầy đủ luôn nha các bạn. Ôi, cái này là pha cà phê hả? Mấy cái chén nè, chén kiểu nè các bạn ơi, đẹp quá. Ô. Rồi mấy cái bình này là mấy cái bình mà để các bạn đựng dầu ăn đó, ôi đó. Đầy đủ luôn các bạn. Bên này là khu vực thùng rác. Thùng to, thùng nhỏ, các loại ghế nữa nè các bạn. Có mấy cái ghế đẩu nè. Rồi. Bên này nó sẽ nó có mấy cái cối chày xinh xinh nữa các bạn ơi. Trời ơi dễ thương quá. Quá đẹp luôn phải không các bạn? Bên này nó có mấy cái ấm nấu nước sôi nè. Trời ơi. Đây, mấy cái thau. Mấy cái thau này dành cho mấy bà nội trợ làm kim chi này, này kia mình cũng có rồi, mình cũng có mua vô đây mình mua rồi. Đây, các bạn nào mà muốn nướng gà thì có thể mua những cái này để mình bỏ gà vào ướp rồi bỏ trong oven để mình nướng nè hay hấp nè. Wow, bên này là một cái khu vực mà đầy đủ các dụng cụ trong bếp luôn. Các bạn tha hồ mà tìm nha. Rồi sang khu vực bên này á, là cũng son và chảo để trong bếp nha các bạn. Đây, nó bán những cái cây lau nhà rồi cây chổi. Đầy đủ luôn các bạn ha. Wow. Đây là thảm nha các bạn, thảm để mua về nhà, nhà bạn nào muốn thảm để trải ở cái phòng khách á, thì có luôn. Và bên này là dãy đèn ngủ. Quá trời luôn, quá trời kiểu. Quá cái này đẹp quá ha. Wow. Các bạn, nó có những cái đồ trang trí trong nhà luôn nha các bạn. Đồng hồ nè, đủ các loại luôn. Và nó sale rất là rẻ nha các bạn. Cái đồng hồ này là 7.99 thôi nha. Những cái đồng hồ mà đây, cái nhà bạn nào mà to là đây. Cái đồng hồ này cái giá gốc của nó là 44 đồng. Xe xuống còn 24.99 nha các bạn. Đó, để chân trong nhà. Đây là đủ các loại kiến luôn nè. Kiến những cái gương mà ở bên Việt Nam mấy bạn hay nói là cái gương thần thánh để mà soi trước khi ra ngoài á, là các bạn chỉnh sửa đồ quần áo là vô đây nha. Rồi. Nó có gối để cho những cái gối để ghế sofa. Ôi, vô đây là nhớ là phải mua mấy cái đồ mà để trang trí trong nhà nha các bạn. Bạn nào mà có tiệm tùng muốn trang trí thì cũng vô đây, đủ các loại luôn. Đây, coi nè các bạn, đẹp không? Wow, đẹp quá. Và tranh nữa, trong này là đặc biệt nó cũng bán tranh, rất là nhiều tranh luôn. Wow. Và bên này sẽ là khu vực của những cái cây xanh giả, không phải thiệt nha các bạn. Những cây xanh giả để trưng trong nhà. Những cái cây này nha, mà các bạn đi vô trong thằng Home Depot hay là trong thằng Lowe thì bán rất là mắc luôn. Mà trong đây mà các bạn coi nè, cái giá gốc của nó có 119 đồng, sale xuống còn 59.99 thôi. Đó, rẻ quá phải không các bạn. Trong đây là một rừng luôn. Look. Oh my god. Wow, trong đây nó có cái mùi thơm lắm nha. Đây, xuất phát là từ những cái chậu bông này. I think, mình nghĩ là vậy. Nó có cái mùi thơm lắm. Đây là những cái bông lan để các bạn trưng nữa nè. Mình đã vô trong đây, mình mua để mình về mình trưng trong tiệm của mình á. Rất là đẹp luôn. Rất là sang luôn các bạn. Trời ơi các bạn ơi, có một cái giỏ Gucci. Các bạn tính được không? Gucci luôn nha. Nhưng mà nó là một bức tranh nha các bạn.
Đây, để mình xem cái bức tranh này có giá là 45 đồng, sale xuống còn 19 đồng 99. Cho các bạn nào mà nữ mà sành điệu mà muốn trưng trong phòng các bạn đồ hiệu rồi này kia là các bạn có thể về để trong phòng mình rất là đẹp nha. Wow. Dãy bên này thì nó có những cái khung hình để các bạn mua về các bạn để hình nữa nè. Đây là những cái quyển sổ tay. Rất là nhiều luôn nha các bạn. Trời ơi các bạn ơi, đây là một dãy đồ tay và đồ vest của nam nha các bạn. Oh my god. Để mình xem coi. Wow, cái áo này á, là cái hiệu CK nha các bạn. Cái giá gốc của nó là 219 mà sale xuống còn có 99.99 thôi. Rẻ quá các bạn ơi. Wow, có cái áo vest nhung luôn nè. Nhung nè, bên đây là dãy quần tây nè. Đó, các bạn có thể tìm và phối cho nó giống màu với nhau nha. Đây là những cái vòng hoa để trang trí trước nhà nữa nè các bạn. Còn này là mấy cái nến thơm mình đốt ở trong nhà để cho cái nhà của mình nó có mùi thơm nè. Hèn gì nãy mình đi cái dãy bên kia kế bên cho nên mình nghe cái mùi á, nghe nó mùi thơm quá. Đây, còn bên này á là cái dãy mình để trang trí nhà nữa nè. Để nó có cái vòng báo này đẹp không anh? Lứt. Wow. Đây sắp tới Halloween á là nó bán những cái vòng hoa màu đen như thế này nha các bạn. Để mình về mình trang trí Halloween luôn nè. Ngồi xuống. Đây các bạn thấy không? Các bạn mua cái này để mà trưng nữa nè. Halloween sắp tới rồi, tháng 10 này. Các bạn ơi, lại là thêm một khu vực giày nữa nha các bạn. Giày này dành cho nam, dành cho người lớn. Để mình vào đây xem. Ủa, cái đôi giày này nhìn thấy lạ quá vậy. 60 đồng mà sale xuống còn 29 đồng 99. Ồ, các bạn thấy không? Nó có nhiều cái kiểu giày mọi đẹp lắm nha các bạn. Wow. Có một đôi giày CK. Bạn, đây là một đôi cross, một cái đôi dép mà bây giờ giới trẻ nó hay rất là thịnh nha, rất là thích mang cái mấy cái đôi như thế này. Thì nó có giá gốc của nó đây là 60 đồng, sale xuống còn 29.99 thôi. Ở trong mall là 60 đồng á nha các bạn, là cộng thuế nữa. Vô đây các bạn giảm được nửa giá luôn. Ủa các bạn ơi, nó có một sợi dây nịt Chewy Legion nè. Đây, có cái giá gốc của nó là 50 đô. Các bạn thấy không? Mà bây giờ nó còn có 12.99 thôi. Rồi, mình chốt. Ê con. Để mình cầm cho. Mình cầm cho. Thôi đứng với anh ngoài đi. Đứng với Daddy. Con đứng với Daddy đi. Đứng với Daddy đi. Ok,
các bạn. Thì hôm nay các bạn thấy cái tiệm Burlington này như thế nào? Rất là lớn phải không các bạn? Rất là nhiều, đầy đủ các loại luôn. Và đồ dùng, tất cả các loại đều sale và rẻ nha các bạn. Thì nếu các bạn thấy thích video của mình á, thì hãy cho mình một like, share và subscribe kênh của mình, để mình có thêm động lực để làm thêm nhiều video mới nha. Thank you các bạn. Bye bye.